Di Chan Quốc bị cướp lúc nửa đêm, sẽ mất trắng fanpage gần 4 triệu follow. Dư luận hoang mang khi fanpage 4 triệu người theo dõi của Di Chan Quốc bị hack lúc nửa đêm. Hack fanpage người nổi tiếng để bán hàng không phải là một hình thức mới. Trước đó, hàng loạt trang Facebook có tích xanh của các nghệ sĩ, người nổi tiếng nước ngoài cũng bị chiếm quyền để phát video bán hàng. Mới đây, cộng đồng người hâm mộ Di Chan Quốc vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo rằng trang fanpage 3,6 triệu follow của nam diễn viên đã đổi tên khác. Đáng chú ý là tên fanpage của Di Chan Quốc lại được đổi sang tên Việt Nam Văn Anh. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ ngỡ ngàng, bởi lẽ trang fanpage gần 4 triệu lượt follow này do công ty quản lý của Di Chan Quốc điều hành. Theo một nguồn tin trong cộng đồng người hâm mộ Di Chan Quốc, thì trang fanpage này đã bị hack. Đáng chú ý là nhân vật hack trang fanpage này lại được cho là người Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chia sẻ từ cộng đồng mạng, hoàn toàn chưa có bằng chứng cụ thể của việc này. Sinh năm 1987, Di Chan Quốc là một trong những nam tài tử Hàn Quốc nổi tiếng nhất nhì hiện nay. Di Chan Quốc nổi tiếng qua các phim như Cười Lên Đông Hê, Hoàng Hậu Kỳ, Cứu Thế, Mặt Danh K2. Anh được xem là diễn viên có đời tư sạch nhất sau biết hàng. Đây không phải là lần đầu tiên fanpage nghệ sĩ nổi tiếng bị hacker tấn công. Trước đó cũng có nhiều trường hợp oái âm hơn. Thậm chí những người này còn cả gan livestream bán hàng trên các tài khoản tích xanh của những người nổi tiếng. Cụ thể, ngày 13 tháng 10, nhiều người dùng phát hiện trang Facebook chính thức của ca sĩ GNT bất ngờ đổi ảnh đại diện một cô gái. Trong buổi chiều cùng ngày, netizen Việt vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo livestream từ cựu nghệ sĩ của YG, nhưng lại là livestream để bán quần đùi online của hai người Việt lạ mặt. Dịch em xả 199.000 đồng 4 quần, vận chuyển đồng giá 30.000 đồng trên toàn quốc, hàng chất gió co giãn, kiểm tra rồi mới nhận, chốt đơn để lại số điện thoại. Tựa đề của video livestream kêu gọi người mua hàng trên trang Facebook GNT. Dạ anh chị để lại số điện thoại để em tư vấn và chuyển hàng nhanh nhất cho mình, tài khoản GNT trả lời khách bình luận trên trang. Trong phần tính minh bạch của trang, Facebook cho biết trang này được tạo ngày 21 tháng 8 năm 2015. Đến ngày 14 tháng 9, trang được đổi tên GNT tiếng Hàn thành GNT. Thời điểm đó, nhiều người dự đoán trang này được quản lý bởi tài khoản Việt, bởi trước khi xảy ra sự việc, tài khoản này vẫn trả lời bình luận của người dùng bằng tiếng Việt. Trong phần mô tả, bên cạnh danh mục nhạc sĩ ban nhạc, trang GNT còn được thêm vào tùy chọn cửa hàng quần áo nam. Fanpage này có 107.000 người theo dõi, toàn bộ bài đăng cũ đều đã bị xóa, riêng ảnh bìa vẫn là hình ảnh của nam ca sĩ. Sở hữu lượng người theo dõi tương đối cao nên ngay lập tức livestream này nhận được nhiều sự chú ý. Dù đây là fanpage đã lâu không sử dụng, GNT đã lập tức tạo một fanpage khác ngay sau khi bị hack. Thế nhưng việc bị hack xuyên biên giới, xuyên lục địa này cũng khiến nhiều người lo lắng. Mặc dù các tài khoản đều có chủ quyền chứng minh với tích xanh Facebook nhưng đều có thể dễ dàng rơi vào tay kẻ khác. Đã có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới từng bị các hacker người Việt cướp trắng trợn tài khoản có tích xanh. Trước đó, người hâm mộ Branislav Ivanovic, cựu cầu thủ Chelsea, cũng tỏ ra bất bình khi tài khoản Facebook có tích xanh của anh bị chiếm quyền livestream bán hàng Việt Nam. Hay nữ diễn viên kim nhà văn Cherry Johnson, nhà báo nổi tiếng người Qatar Zaman Mazen Aray, hay chính trị gia đã qua đời Abiloa Adezemi Azimobi cũng rơi vào trường hợp tương tự. Việc chiếm dụng các tài khoản có tích xanh vì độ phủ sóng rộng khắp newsfeed tốt hơn so với các tài khoản thông thường, thế nên các hacker không ngần ngại chiếm quyền những tài khoản này nhằm bán lại cho khách hàng thu lợi nhuận. Ngoài ra, nhiều kẻ lừa đảo cũng có thể lợi dụng những tài khoản tích xanh để gửi link quyên góp, link virus nhằm đánh cắp thông tin.